không nên cung trời đo lường phẩm thứ nhất một Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này, một số họ tại cung trời đo lường Đức Phật vì thanh mẫu hoàn thích khác, lúc đó bắt cả khi bắt được chi tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong một lượng thế giới ở mười phương đều đến ủng hộ từ đồng thanh người rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong lời ác nhân truyền và hệ đại huệ thần thông trong thiên và địa phục chúng sinh tăng cường làm cho chúng nó rõ các khổ các vui. Khen xong chư Phật đều xe thì đã kính thăm Đức Thích Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai cũng được không ra tâm nhìn mấy sông lửa lớn như một như là mấy sông lửa đấy. Tại từ mi mấy sông lửa đấy. Ý vậy mấy sông lửa đấy nhã mấy sông lửa đấy. Ý tưởng mấy sông lửa đấy. Đức mấy sông lửa đấy cũng Đức dùng mấy sông lửa đấy. Quy y mới trong lửa đệ thanh thánh vân vân. Đức Phật phóng ra bất cả thích cùng mới trong lửa như thế rồi lại phát ra các thứ những ngư diệu như là kinh bố thí độ, kinh chỉ độ, kinh tấn độ, kinh tiền độ, kinh tử vi, kinh xã, kinh nghệ khác, kinh mùa lọ, kinh trí huệ, kinh sự tự hóng, kinh đại sự tự hóng, kinh mây sống lớn, kinh mây sống, kinh mây sống lớn thứ hai trời đồng vân vân một. Thì Đức Phật phát ra bất cả thích những ngư diệu như thế xong từ vô vô lượng rồi đồng với thần hỏi ta là thì mọi nước cũng khác cùng cái hồn học nó cũng trời đau lợi nhưng là trời tứ kinh vương trời đau lợi từ trời tu trên ma trời đau sức tàn trời hoa lạc trời ba la trời đại trời thẳng tướng trời thẳng phụ trời đại thạch trời thủ quan trời vương quan trời quan âm trời hữu tịnh trời vương hữu tịnh trời vô sanh trời vô hai trời vọng quả trời nhân sức trời vô lượng nhân sức trời nhân sức vạn thiệt trời vô tướng trời vô quyền trời vô nhiệt trời thiện tín trời thiện niệm trời sắc thức căn trời ma hay tổ la có đến trời phi tướng phi phi chúng tử tất cả thì chúng long chúng cùng chúng vị thần đều đến họp lại có những vị thần ở cõi ta bà cùng cõi nước cung khác cùng cõi nước cung khác cùng đến họp cõi họp như là thần vĩ thần sâu lại có những vị thần ở cõi ta bà cùng cõi nước cung khác cùng đến họp như là thần vĩ thần sâu thần cây thần núi thần đất thần không trăng thần vũ màn thần vũ đêm thần hương không thần trời thần chủ ăn uống thần cây của ông vân các vị thần như thế đều đến họp lại có những vị đại yêu vương ở cõi ta bà cùng mọi những khác như các cung cuối vương đại thiên đường vương đại thiên chi đường vương đại thiên đại thiên vương hành bình thiên vương nhĩ tộc thiên vương phúc lợi thiên vương đại thiên thiên vương vân vân các vị vương như thế đều đến họp. Ba Đức Phật phát khởi bây giờ Đức Phật và ông này mà cùng chư lợi các cung tượng đại Bồ Tát thần ông xem qua tất cả chư Phật Bồ Tát và từ đầu người Phật đó nay điều đến hội họp tại cung trời đó rồi ông không biết số ông xem qua tất cả chư Phật Bồ Tát và từ đầu người thần đó ở trong thế gian này thì thế giới khác ở trong độ này thì cũng độ khác nay điều đến hội họp tại cung trời đó rồi ông có biết số bao nhiêu trăm ngày bao nhiêu chư lợi bao nhiêu phần trăm và chúng tôi đến từng thành lực có thể tính đến trong mình kiếp không biết là số bao nhiêu Đức Phật bảo ngài vẫn thường chú rồi rằng tế ra thần thần nhãn xem lại còn không biết chi số khách hàng này đều là ngài đều tại một tác từ của chúng tôi sẽ ăn mai hoặc là độ đương đương đổi hoặc là độ đương đổi chưa độ đã thành tựu đương diệu chưa thành diệu ngài vẫn thường chú lợi bằng cái phần làm từ bữa sang mà trước con đã tu hành hành đúng không ý nhà vô mẹ nghe lời Đức Phật nói có thời tiên nhận liền của hàng của quả thanh quan trời đồ giám của chúng cùng ứng sinh trong đời sau đồng nhau lời thành Phật thành Phật cũng như lai nhân các quả sanh lòng nghi ngờ rồi có võ đại vân đi nữa cũng chưa có ý vị ban kính mong đức thế tôn mới nói nhân địa này địa tạo một cách này tu hành gì là gì mà bạn thành tựu không thể vì bạn như thế Đức Phật và ông này đang cùng chung lợi nằm ví như bao nhiêu của cây rừng rừng uống nhà tre hoa đã núi bụi và trong cõi tam thiên đại thiên cứ một bậc thần một sông hằng được cứ số cách sông hằng một hàng cát là một cõi nước ở trong một cõi nước cứ một cột một nhỏ bụi bụi nhỏ làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ dưới trong một kiếp đều nên làm kiếp cả từ lúc này để tại một tam thiên quả vị phật địa một tam thiên này nhìn lần lâu hơn kiếp vật lục ở trên cũng là những chỗ này để tại một tam còn ở một thanh văn là bất chi phật quyết chi phật này văn thù chưa được ai thần thiền định Bồ Tát gốc cũng sẽ nghĩ bàn đến được về đời sau nếu có quá chăng hiện nay người cũng nào nghe được danh tự của địa tạo Bồ Tát hoặc khen người hoặc chiêm ngưỡng vẽ lòng
sẽ được thanh niên của anh trời đeo rồi 100 lần những không còn bị cha đoạn đầu ra dùng ác đạo. 4. Chúng ta tự thanh niên này văn cùng sư lực kẻ qua bách tập kích bách tập trích lâu 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 xa về trước tiền thân của ngài để tạo một xét là một vị chữ là tự lưu hóa trong đời của Đức Phật hiệu là sư tự phân tấn tụ túc bản hành như lai chúng là tự thấy Đức Phật tướng mà có tiền mình thức trang trang nghiêm mới là cõi Đức Phật tu hành được gì mà bạn có tiền hay thế thì ấy tức sự phân tích tụ của túc bản hành như lai đó chính là tự rằng muốn chứng được thân chúng có tiền này là phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thách tất cả những chúng sanh bị tội khổ bị khốn khổ này vẫn thường xưa lợi chúng là tự nghe xong mình thấy mình làm từ nay chúng tôi xuất thân thế kể chứ bây giờ ở đời sau tôi vì những sinh tội khổ trong sáu đường mà nhãn mày những không thể làm cho chúng nó được kể hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo bởi ơi chứ sư tự phán tấn cũng thuộc về thằng Như Lai ngày lập nghiệp động đó nên đến nay đã trải qua trong nhiều những đức vô số bất khả thiết mà ngày vẫn còn là vị Bồ Tát. 5. Bà La Môn Ngữ Kiếm Miệng này văn phục lệ của bất khả thương nhì vô số kiếp vừa trước lúc đó có Đức Phật trả lời hiểu là giác hoa địa vực tại Vương Như Lai Đức Phật nó có đến 400.000 muôn ước vô số kiếp trong người tự phát có người con gái đồng bà La Môn người này nhiều đời chưa phúc sâu cũng dài mọi người đều kính ngưỡng khi đứng lúc nằm ngồi trước khi nhìn theo hộ vệ bà mẹ của người mới biết được đạo ta đã khi ngôi tam và ông của ấy mặc dầu thương đem nhiều lời phương tiện khi nhủ bà mẹ người hầu làm cho mẹ bà mẹ người tin tránh khác nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu bà ấy chết thành hồn sa đọa vào vô gián địa ngục lúc đó cái người biết rằng người mẹ khi còn sống tin nhân quả liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sinh vào đường nữ thánh nữ bèn bén nhà đã sắm nhiều hoa cùng những đồ để cúng đồ để cúng đường để các tuổi khác cờ được phật chắc hoa định tự tại vương la trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của đức chắc hoa định tự tại vương đắp quỷ ai dùng một cách trong nghiên thánh nữ chim hé tượng của đức phật đại càng anh lòng cũng ngưỡng tự kỷ hoàn lòng đức phật là lớn đệ đáp đủ tất cả trí huệ nếu đức phật còn đủ ở đời thì khi mẹ tôi khuất rơi đến mạch quả Đức Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sắp sanh vào đường nào. Khi đến đó thì được quần của dư vệ tăng hình tượng như này là một quý nguyên mẽ bóng trên không có tiếng bảo rằng thanh nữ tương khắc kia tôi đừng có đi ai qua lắm mà ta trở vào trong người biết chỗ đắc sanh của mẹ ngươi thanh nữ tắt tay hướng lên nhưng không phải thấy rằng đức thần ở đó có thể để mất lòng sầu của tôi như thế từ khi mẹ tôi và đến nay tôi thường nhớ ngày để không biết đâu để gọi cho rõ mẹ tôi đắc sanh vào chỗ nào trên không lại có tiếng bảo thanh nữ rằng ta là đức phật có cứ giác hoàn định tại vương như lai là nơi đương chim bé đó thấy người thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo anh những nghe xong mình thấy sự xuống tay chân mình mãi đều bị tổn thương những người đứng bên vội vàng tự giận một lát sau thấy những mũi tỉnh lại đều bạch bên không nằm cuối mong Đức Thế Tôn cuối xin Đức Thế Tôn nói rõ cứ mong Đức Thế Tôn sắp thương chị bảo ngay đó có tổ chức sanh của mẹ con hai thân đồng con sắp chết mất Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo khách nguyện rằng cứ mừng sau người mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng vị tướng sanh diệt của ta từ người sẽ biết chỗ thắt sanh của mẹ người lễ Phật xong thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai sẽ xúc ngày một đêm cũng khác thân mình đến một bờ biển kia nước trong biển sôi bùng sục có rất nhiều phụ nữ thân thể trần màu sắc anh nãy tay giáo bên này sôi bùng kia lại thay quỷ đã xa mình thù điều là lùng hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu vân vân hôm nay chạy ra ngoài mẹ con dễ nhận dùng hương người những tội gần phụ nữ rồi quỷ lại trục bắt một tội cũng bắt đầu chân rồi tội lại hình dạng
chú trọng cho mình lâu. Khi ấy thì những nhiều những sức niệm Phật em tự đi không kinh sợ. Có một vị quý vương tên là Bồ Đề Đế Quý Đồng ký quả thi của thằng hai thai Bồ Đề này có như chủ đề chỗ này. Thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chỗ nào? Bồ Đề rằng đây là tầng thứ nhất ở phía tây của đệ Thích Vi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong lúc Thích Vi có địa ngục từ đây có thể thấy thế rằng Bồ Đề rằng sẽ có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng ai cơ làm sao để đến được chỗ địa ngục đó? Vô độc rằng nếu không phải trực quay phần cần phải do nghiệp lực ngoài hai điều này đã không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi vì lỗi vì sao mình trong ý này trôn trục như thế và có những người tội cùng các thuốc chữ. Vô độc rằng những người tội trong những này là những kẻ tạo ác trong quảy sinh của đề mới chết trong muốn quý chí này không người kết thúc để làm những nước hầu cứu quất khổ nạn cho lúc sống kẻ đó lại không làm được. Nhưng mà mình phải vì thế nên cứ theo việc đặt câu hỏi đã về chậm mà chậm lấy nó cổ nên điều một tự nhiên họ phải lỗi vào những này. Cách những này rồi do tần những cái câu có lại có một cái bị những sự thống khổ trong bị nó các bộ tôn những này phía đầu của bị nó lại có một cái bị nữa sự thống khổ trong bị nó càng trội hơn. Đó là do những nghiệp người sốt xe của cao nghiệp mà sẽ mở ra đời người là những nghiệp chính là ra cái này vậy. Thánh nữ lại hỏi địa ngục của đâu? Cô đọc rằng trong ra cái đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều có danh hiệu khác nhau. Về địa ngục lớn thì có 18 chỗ, có cái đó có 500 chỗ. Quỷ địa lớn thì có 18 chỗ, quỷ đó có 500 chỗ, quỷ nữa có đến 1000 cũng không ngừng sự thống khổ. Đó là do những thánh nữ hỏi quý vương rằng không thân mẫu của thánh nữ hỏi quý vương rằng thân mẫu của tôi mới khuất gần đây chẳng rõ thật thần hồn của người phải sao vào chỗ nào. Quý vương hỏi thánh nữ rằng thân mẫu bồ tát khi còn sống đang làm những nghiệp gì. Thánh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mới biến ra đạo phương chi khi trên vô tâm đạo và có được tạm thời xin nhanh khắc xong rồi tự tính dẫu thức không bao lâu mà chưa rõ đã lập vào đâu. Bồ Đọc phải rằng thân mẫu của Bồ Tát quên là những tên gọi là gì. Thánh nữ đáp rằng thân của thân mẫu của tôi đều là đồng lỗi và lâm môn thân của tôi gọi là gì ra thì chính thân mẫu tôi gọi là chuyện đế luật. Bồ Đọc chắp tay cho thánh nữ rằng xin anh lại trở về chơi thêm lòng chung nhớ buồn đầu quả lắm rồi đổi những chuyện đế luật được sanh lên tưởng những chuyện đế luật được sanh lên quả trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhiều con gái của người có lòng kính Phật vì mẹ mà sáng sửa để Phật tu tập là không dừng vừa thắt rồi Đức Phật chắp tay những tệ như Như Lai chẳng phải anh tin thân mẫu của Bồ Tát đã phá khỏi địa ngục là ngày nói những tội nhân vui đến cũng đều được vui vì đã đồng đọc sanh cả. Nói xong thì vương chắp tay kêu thánh nữ rồi cáo lui. Bây giờ thánh nữ dừng chiêu cao chợt tỉnh được rõ biết việc đó rồi bèn tổ chức thác tượng của Đức Giác Ma Thị Phụ Tệ vương Như Lai mà khác rồi thành nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay đã đến đời vị lai mà chúng sinh không phải tội khổ thì thôi lập tay mình hôm trước làm việc chúng nó được giải thoát. Đức Phật đã ngày hôm cùng sư lợi rằng vị cứu vương vô độc trước đó này chính là ông thầy của Bồ Tát còn thánh
thánh nữ Bà La Môn nói chính là ngày Tất Đạt Bồ Tát hay vậy. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha ha ha.